Anh chẳng muốn nhận về niềm đau miễn phí mà em trao cho. Anh chẳng muốn mình phải tìm cái chỉ theo quá khứ nào đó. Vì quá khờ ông nói nhớ trong cái phòng này. Em biết không, trong giấc mơ vẫn thấy trong tay. Em có ai giờ đây? Cho mình em luôn hạnh phúc. Vì anh không muốn mình can trở, vì điều đó quá đáng sợ. Là anh mắc kẹt quá khứ tại niềm đau. Vậy thì phải biết sao giờ để ngừng lại những nỗi nhớ. Bởi vì trong ai bây giờ chỉ có em ở trong đó. Đến bao giờ biết buông bỏ, phải làm sao để ngừng nhớ hay gặp cô. Vậy thì phải biết sao giờ để ngừng lại những nỗi nhớ. Bởi vì trong ai bây giờ chỉ có em ở trong đó. Đến bao giờ biết buông bỏ, phải làm sao để ngừng nhớ hay gặp cô. Cho anh gặp được em thôi, dù chỉ một giây thôi đã quá trâu trong một đêm trôi. Không phải em xua tan ca là chạy liền về nhà để mà gặp được em thôi. Sai là vậy nè bạn, anh phải luôn tự sắp xếp. Mà cả mấy người khác có đủ ra ra cà phê cà pháo, thì anh muốn cùng em cùng nhau thắp nến. Ok không la, anh cũng sẽ bị hồng mà anh chỉ sợ là mất em. Thì nói chung anh luôn nhớ bản thân mình có những gì. Anh trong đêm anh đã trao thật nhiều thêm, anh đã trao thật nhiều thêm, anh đã trao thật nhiều thêm. Ok đôi môi em ngọt ngào, má phúng phính cực là dễ thương. Nhìn một lần anh chỉ muốn nắm tay em lên lễ đường. Baby girl xin đừng đi, xin đừng đi. Vì ở trong con tim đang cũng si như người đi. Nhìn thẳng đôi mắt đó linh hồn anh lìa ta xa. Anh chỉ muốn thấy em đây đang hạnh phúc với người khác. Vậy thì phải biết sao giờ để ngừng lại những nỗi nhớ. Bởi vì trong ai bây giờ chỉ có em ở trong đó. Đến bao giờ biết buông bỏ, phải làm sao để mình nhớ hay gặp cô. Vậy thì phải biết sao giờ để ngừng lại những nỗi nhớ. Bởi vì trong ai bây giờ chỉ có em ở trong đó.